Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Đỗ Hoàng Hải đã donate cho kênh qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Xin được cảm ơn anh em Đỗ Hoàng Hải rất là nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Tín, anh em Nguyễn Hùng, anh em Đức Nguyễn, anh em Minh Quang, anh em Quốc Phong, anh em Leo Nguyễn, anh em Nguyễn Đức Tài và cuối cùng là anh em Bùi Cao Liêm. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ trợ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và tôi cũng xin nhắn gửi đến các anh em đã đăng ký hội viên ở trên kênh được đủ 1 năm. Đấy chính là cái hội viên, các anh em hội viên mà có cái huy hiệu là cái huy hiệu của bộ Creator đấy. Thì anh em hãy để lại dưới phần comment ở trong cái video này cái line up mà anh em thích tôi chơi nhất, muốn tôi chơi nhất. Đấy, để tôi làm cái video clip tri ân anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian 1 năm nha anh em nhá. Cảm ơn các anh em. Đấy, và trong cái video clip ngày hôm nay thì tôi định làm cái live up khác, nhưng mà ở trong cái trận đấu ngày hôm nay nó lại có cái con kiếm hồn anh em ạ. Đấy, nó có con kiếm hồn. Và ngoài ra nó còn có một cái con Exit khác nữa. Nó chính là con Lick. Đấy, là hai cái con 5 đô ở trong bộ Exit. Và hôm trước anh em Đỗ Hoàng Hải có mong muốn là tôi sẽ chơi cái bộ Exit kết hợp với cả Kira đấy. Và tôi vẫn chưa làm được một cái top cao. Ở trận đấy thì chúng ta kết thúc ở một cái vị trí top 4. Và mặc dù đã lên được cái con cung đen lên 3 sao. Đấy, có đồ Kira và cũng đã lên được level 10 rồi, nhưng mà cảm giác nó chưa được mạnh cho lắm. Có thể là trận đấu đấy nó chưa phản ánh hết được cái sức mạnh của cái bộ Exit khi mà kết hợp với Kira. Nên là trận này tôi sẽ làm lại anh em nhá. Nhân tiện là trận này có cái con kiếm hồn, nên là chúng ta thử là bây giờ chúng ta không dồn đồ cho con cung đen 3 sao nữa, bởi vì nó rất khó chơi, vì chúng ta sẽ phải Hyperon ở level thấp. Thì thay vì cái việc là chơi Hyperon ở level thấp với cái con co là cái con 2 tiền đấy, là con cung đen đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy cấp lên sớm và chúng ta sẽ chơi ở level cao. Chúng ta lên level 10 rồi chúng ta kiếm cái con kiếm hồn 2 sao, chúng ta kết hợp với cả Kira để xem thực sự là cái bộ Exit kết hợp Kira nó có mạnh như là chúng ta nghĩ không nhá. Nha anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ thử bắt đầu thôi. Đó, kiếm hồn một con 5 đô. Và cái con 5 đô thì đương nhiên là nó sẽ dễ để có thể luốt được những cái con tướng hơn là cái con cung đen rồi. Con cung đen nghe thì có vẻ mạnh nhưng mà thực ra nó lại là yếu. Cái con tướng 2 tiền mà chơi Kira thì nó rất khó chơi anh em ạ. Nó phải roll lên 3 sao nó mới có thể luốt được những cái con xung quanh. Đấy, còn nếu mà nó không lên 3 sao thì nó chỉ luốt được là 3 con thôi. 3 con tướng. Và 3 con tướng đấy thì thực sự là nó rất yếu. Đam bé và máu cũng bé nữa. Toàn những cái con 1 tiền 2 tiền thôi. Trong khi đấy là kiếm hồn nếu mà lên được 2 sao ấy, nó có thể luốt được những cái con 5 đô. Nó có thể luốt được những cái con 4 đô, 3 đô. Đấy, nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Tôi thì tôi không định là chơi hai cái trận liên tiếp, hai cái video liên tiếp ở chơi Exit đâu. Nhưng mà vào cái trận nó có hai con tướng Exit 5 đô thì thôi, trận này chúng ta lại chơi nha anh em nhá. Đấy, cũng chả có mấy khi mà có thể có một cái may mắn mà trong một cái trận đấu có hai con tướng Exit 5 đô đâu để mà chơi đâu. Đấy, nên là trận này nó là nếu mà chúng ta chọn chơi Exit là nó cũng khá là mắc binh. Đó, chơi Exit thì hiện tại cái lối chơi hiệu quả nhất của Exit đó chính là việc là áp cấp lên sớm lên level 9 và có 9 Exit để biến cái bộ Exit này thành một cái bộ nó giống như là cái bộ siêu đẻ vậy. Và nó sẽ đẩy rất là kinh khủng. Mỗi round nó có thể đẩy lên tới 3-40 máu. Đó là cái điều bình thường. Nếu mà anh em dồn đam càng nhanh thì cái bộ này nó đẩy càng nhiều. Đấy, cái sức mạnh của bộ này nó đến từ cái đấy. Và nó đến được từ cái việc là chênh lệch máu. Ồ, cái round này gặp cái thằng này mạnh quá nhở. Khả năng là round này sẽ không thể ăn được rồi. Thậm chí là còn bị đẩy nhiều máu này. Này có con Whisperseer 2 sao, có cả Blink luôn ạ. Ui mẹ ơi. Thế thì lát nhà luôn ạ, round này mười mấy máu luôn ấy. Mới có round 7 đẩy mười mấy máu ạ. Thề 13 máu. Cay nhỉ. Đầu game này nói chung là cũng không thể chơi được thằng này đâu. Ok, có những cái con Exit thì chúng ta ưu tiên thôi. Ở đây có thêm 3 Hunter này. 3 Hunter vào thì cũng được. Tạm thời nó sẽ là như này đi. 3 Hunter, bỏ một Exit ra. 3 Exit, 3 Hunter. Đánh ở level 5.
cái sức mạnh bộ này nó đang có cái lối chơi hiệu quả, nó chính là việc lấy thịt đè người ở level 9. Đấy, sức mạnh nó đến từ cái việc chênh lệch máu giữa cái bộ Exorcist và những cái bộ khác. Cái lượng máu của nó là tăng gấp đôi so với cả những cái line up khác. Lượng máu tăng gấp đôi đối thủ, hơn đối thủ gấp đôi, và cái lượng đam nếu mà chia đôi cái lượng máu của đối thủ thì nó cũng đồng nghĩa việc là mỗi cú đánh của chúng ta là cái lượng đam của nó cũng là nhân 2 luôn đấy. Coi như cái bộ này nó là một cái bộ mà nó sẽ x2 đam. Đấy. Có thể nói là một cái bộ đôi công, ngoài ra kết hợp với cả siêu đẻ nữa. Bây giờ cái sức mạnh chính của cái bộ này nó là như thế. Lại ra con súng này. Súng ngon hơn không? Súng có ngon hơn con Wing không nhỉ? Thực ra là mà cho con súng đứng ở dưới bắn ngon hơn. Ngon hơn là con Skull Hunter. Con Skull Hunter nó bị chia máu và nó cũng không ngon lắm đâu. Đứng hàng đằng sau an toàn hơn. Để này. Cái trận này tôi sẽ làm nào, tôi cố gắng tôi đẩy cấp sớm, càng sớm càng tốt anh em nhé. Đấy, có chuỗi được thì tốt, không có chuỗi được thì thôi, thì chúng ta cũng sẽ đẩy cấp sớm, chứ không Hyper Roll ở level thấp nữa. Sẽ cố gắng là lấy cái món đồ lùn nếu mà có. Hy vọng là sẽ ra được cái món đồ lùn ở level 10, à cái round 10. Đấy, ở level 6, ở level 7 là chúng ta sẽ có là 3 Hunter kẹp với 6 Exorcist, kẹp với cả lùn. Thì cái bộ đấy nó có thể đánh tà đẩy cấp lên được. Ok, đủ 3 Hunter rồi nên là thôi, giữ lại con súng thôi. Con súng này nó sẽ kích hoạt được lùn. Còn những cái con Hunter khác thì bán đi để tiết kiệm tiền. Bộ này chính ra đầu game chỉ cần cái con cung đen nó lên 2 sao sớm thôi thì là yên tâm là giữ máu được tốt đến sau round 20. Yên tâm luôn, lấy toàn mấy cái đồ đánh tay cho cung đen thì ok. Đấy, trận này tôi lại đồ nó lại hơi không giống như là đánh tay lắm. Ui, thằng này như trông to này. Vãi đái ạ. Cái con Unicorn của nó sắp lên 3 sao rồi kìa. Bài đối thủ to quá. Đối thủ to quá. Không biết là đối thủ có chơi Beat không nhỉ? Chơi Beat hay là chơi Witcher? Trông giống như là chơi Witcher, bởi vì tôi thấy có cái con Fallen ở hàng chờ rồi. Không biết là có chơi Witcher không. Nhưng mà nếu mà chơi Witcher thì là may đấy, còn chơi Beat thì hơi sợ một tí. Chơi Beat thì sợ, chơi Witcher thì là chúng ta có thể yên tâm được. Bộ Exorcist nó counter Witcher hay là vô tư. Rồi, đồ nào. Bố set à, cũng được. Tôi sẽ lấy cái bố set thôi chứ tôi không có random để kiếm cái đồ lùn đâu anh em ạ. Bố set được rồi. Nào này thôi, chắc là cũng không up cấp. 6 Exorcist là được rồi anh em ạ. Thôi để 6 Exorcist thôi. Gặp thằng Eco mà. Đâu này gặp thằng Eco à, chắc là cũng không up cấp làm gì. Phí tiền. Sau đâu này chúng ta sẽ up lên cấp 7. Giữ máu được. Lên cấp 7 là 3 Hunter. Sẽ có thêm 3 Hunter nữa. Trận này nói chung là cũng không có chuỗi gì cả. Đánh nó cũng bình thường thôi. Đánh nó kiểu đẩy cấp dần dần chứ nó cũng không có chuỗi. Không có chuỗi thắng, không có chuỗi thua. Nghĩa làm sao mà giữ được máu là cũng tốt rồi. Bây giờ là 85 máu thì đây nó cũng là một cái lượng máu khá là ok. Cái thằng top 1 khá là mạnh đấy. Bây giờ up cấp lên thì thực ra là cũng không ăn được. Nhưng mà còn những cái thằng khác nữa nên là tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ up cấp. Còn những cái thằng khác chứ không phải riêng thằng top 1. Nếu gặp top 1 bây giờ thì chắc chắn là không ăn được rồi. Bởi vì nó quá mạnh rồi. Đấy, nhưng mà gặp những cái thằng khác thì chúng ta vẫn có thể chí ít là ăn được. Đấy, hoặc là giữ được máu. Giữ được cái lượng máu đã. Về căn bản là bộ này nó cũng mạnh ấy. Ở giai đoạn này nó cũng khá là mạnh, không sợ đâu. Sợ mỗi thằng top 1 thôi, những cái thằng khác thì chúng ta 1 sao nhưng mà chúng ta gấp đôi máu đối thủ mà. Sau update thì cũng có khá là nhiều người chơi Knight đấy. Knight đã quay trở lại rồi. Không biết là anh em có nhận ra điều đấy không. Với những cái trận đấu mà có ít Witcher là có thể chơi được Knight. Có một thằng Witcher là có thể chơi được đấy. Còn nếu mà những cái trận đấu mà có 3 thằng Witcher trở lên thì tốt nhất là vẫn là bỏ thôi chứ cũng không chơi.
trừ những cái người làm content giống kiểu tôi vậy. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn bất chấp, rồi kể cả là bốn thằng chơi Witcher tôi vẫn chơi Clive. Dã man. Anh em đã chưa xem cái trận đấy chưa? Nếu mà anh em chưa xem thì tôi sẽ để lại dưới phần ở dưới phần cuối của video nhá. Đấy, trận đấy tôi cũng cắm đầu cắm cổ vào chơi chơi Clive đấy, mà có 4-5 ông chơi Witcher cơ. Mà đấy là còn beta trước ấy, khi mà Witcher nó còn chưa có giảm sức mạnh đâu. Đấy, mà tôi vẫn chơi bình thường. Tôi vẫn chơi Clive luôn. Anh em có thể xem về video clip đấy, tôi nghĩ là cũng sẽ là tư liệu để anh em có thể có những cái trận đấu mà anh em chơi Clive mà anh em đấm Witcher như con. Đó, sẽ có tư liệu cho anh em. Rồi. Trận này chính ra tôi cũng được cho khá là nhiều Clive đấy, khá độ đấy. Anh em ạ, nhưng mà tôi không mua thôi. Trận này tôi không mua. Đấy, lại có chuỗi này anh em này. Đó, cái bộ Exorcist nó toàn 1 sao thôi, nhưng mà ở cái giai đoạn này nó khá là mạnh anh em ạ. Cái giai đoạn mà ở level 7 là 3 Hunter này, 3 Hunter kết hợp với 6 Exorcist ấy là nó rất khỏe. Có điều là nó, nếu mà nó có lùn ấy, nó có cái đồ lùn thì nó còn khỏe hơn nữa cơ. Ở trận này tôi không có đồ lùn. Tôi chỉ có cái búa sét thôi. Ngoài ra có một cái nữa đấy chính là đồ ở trận này tôi không lấy đồ đánh tay mà tôi lại lấy mấy cái đồ bắn trưởng, nên là nó đang hơi bị thiếu đam tay. Ây da, ây da, ây da. Berlin xoay quạt à, căng nhờ. Ui, ông này vẫn đang eco chuỗi 10 rồi này, 27 máu ở đâu? Ra 15. Trận này như kiểu gặp toàn siêu đẻ hay sao mà mất nhiều máu đến cái cỡ như này. 27 máu ở round 15 ạ. Trời. À, hay là chưa cắn máu lên nhỉ? Chắc là chưa cắn máu thôi. Tôi nghĩ là đây là chưa cắn máu thôi, chứ còn nếu mà có eco thì không thể nào có chuyện là 27 máu được. Có eco thì nếu mà cắn máu lên thì nó rơi vào tầm 50 máu. Vãi cứt à, là con súng 2 sao, cung đen 2 sao, thôi chịu. Chịu à. Vậy là trận này có rất nhiều người to luôn nhá. Thằng Trung Quốc quay đi quẩn lại cũng 50 tiền rồi kìa. Level 7 50 tiền. Tôi bây giờ tôi 50 tiền level 7 đấy chứ. Ờ, nó cũng có khác gì bọn nó đâu. Đấy, mặc dù chúng ta không có chuỗi thắng nhá, bây giờ mới có đấy. Trước đấy là không có chuỗi thắng đâu. Đấy, cũng không phải eco thế mà cũng được 50 tiền rồi này. Sắp 50 tiền rồi, ra sau 50 tiền. Đấy, nhưng mà với đội hình này tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại một chút. Chứ không up cấp vội. Tầm này up cấp lên thì nó cũng sức mạnh đội hình nó cũng chả tăng được mấy. Kira này. Ok, thì lấy cái đồ Kira sớm à. Chính ra cái đồ Kira sớm này nó cũng không ngon lắm đâu. Kira này nó phải lấy lúc mà nó có Kira ấy. Nó có cái quân bài Kira ở level 10 thì nó mới hợp lý. Nhưng mà cái bộ này nó lại là cái bộ đánh muộn. Để được đến level 10 thì chúng ta đã xong những cái lượt chọn cái đồ xanh dương từ lâu lắm rồi. Đấy, nên là trước sau gì thì cũng phải chọn cái đồ xanh dương sớm thôi. Chứ không thể đợi đến cái lúc mà chúng ta lên được level 10. Lên level 10 thì tôi nghĩ là đấy nó sẽ là những cái món đồ tím và những cái món đồ cam rồi. Ui rồi ôi, mẹ cái thằng Trung Quốc. Thằng Trung Quốc level 7 50 tiền gấu assassin 2 sao ạ, chịu luôn. Rồi, thế thì chịu. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được thằng này đâu. Nó đang eco mà. Nó đang eco mà. Nó đang eco mà. Nó đang eco mà, chứ còn nó bỏ 6 assassin vào chắc là mất chuỗi rồi. Ok. Áp dần lên 8 thôi anh em ạ. Cái bài này ấy, thì tôi gặp thì tôi vẫn thua thôi. Tôi không thể ăn được cái thằng Ala kia đâu. Thằng Ala nó mạnh quá rồi anh em ạ. 6 Hunter mà súng 2, cung đen 2 thì làm sao mà ăn được. Nó chả có cái cửa gì ăn được ấy. Không có đồ để mà ăn ấy. Bây giờ bảo có đồ để chiến được cơ. Đồ kiểu bây giờ phải đồ phun thủ cho cái con đắt lét phun đủ. Hoặc là có một cái món đồ tím bây giờ thì may ra mới ăn được. Nhưng mà thôi, chấp nhận là chơi được từng nào hay từng đấy thôi anh em ạ. Đến lúc gặp nó thì mất chuỗi. Đấy. Chưa gặp thì là vẫn là còn giữ được chuỗi. Rồi. Áp dần lên 8 thôi, 50 tiền áp dần lên 8. Đã bảo đánh là đánh ở level 10 mà. Bộ này là dí thẳng lên 10, tiền cứ đủ tiền phát lên 10 luôn. Đủ bộ. Ơ kìa. Có vẫn thua không? Ủa thôi chết rồi, mất chuỗi ạ. Ok 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 ok
Ok. Tí nữa mất chuỗi, hai lần suýt mất chuỗi. Ơ hoa cái gì sao lại hoa? Ơ sao lại hoa nhở? Thắng rồi mà. Điều thật sự là như thế luôn. Vừa mới cười xong ạ. Thề. Ấy là kiểu gì? Ơ rõ ràng đấm chết được nó rồi mà. Mà đâu có phải là kết thúc round đâu nhỉ? Lúc đấy mới round 20 mấy mà. À mới ở dây thứ 30 đúng không? Làm gì mà đã hết hiệp đâu mà lại hòa được nhỉ? Game lỗi thật sự luôn ấy. Thề. Chán đời. Lại gặp cái thằng này nữa chứ. Nó đẩy cho sấp mặt rồi thế này. Ôi dồi ôi, sâu với cả con cây nó đẻ cả. Hỏng rồi. Ui mà thằng kia nó mất chuỗi luôn cả. Thằng assassin anh em ạ. Gặp thằng assassin. Mày quá giết được con cây. Nhưng mà tầm này thì chắc là cũng chục máu chứ cũng không ít đâu. 10 máu luôn mà. Rồi. Round sau là chúng ta có thể lên 9 được rồi đấy. 21 lên 9. 9 exit cái đã nhá. Kiếm 9 exit vào đã. Trận này nó ra được cái con Atlet này lên 3 sao, tôi có thể tôi nuôi con Atlet này. Atlet này bây giờ chúng ta đã ra được 4 con rồi. Ok. Tôi sẽ nuôi con Atlet và tôi sẽ nuôi con rồng nha anh em nhá, con rồng rẻ tiền nuôi. Một tiền tí nữa làm hiến tế để luôn. Chính ra trận này cũng ra ít exit anh em ạ. Không thấy ra nhiều lắm. Bây giờ mới gọi là đủ bộ thôi chứ còn cũng chưa full 2 sao. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Cung đen không bị chia đôi máu. Cung đen là trong tộc exit thì nó sẽ không bị chia đôi máu. Ui cho nó bắn cháy lắm anh em ạ. Khả năng là thua. Không ăn được. Cung đen nó khỏe. Ui sao con rồng này. Vậy là chúng ta chỉ còn thiếu một con Aegisid nữa thôi là đủ rồi. Ba dòng kết hợp với cả 9 Aegisid ở level 10. Vậy là sẽ không có Kira. Thôi nhưng mà thôi chơi tạm đã. Cho đến khi nào mà chúng ta đủ khỏe, chúng ta ra được cái con kiếm hồn thì tôi nghĩ là lúc đấy mới lên là hiến tế Kira anh em ạ. Chứ cái bộ Aegisid này mà nó hiến tế Kira thì cái bộ này tôi đánh giá nó hơi phế. Nó mạnh hay không là nó ở những cái con tướng ấy. Càng nhiều tướng thì cái lượng máu nó càng nhiều. Ở bộ này nếu mà chúng ta tự nhiên chúng ta luốt những cái con tướng Aegisid đi là cái lượng máu nó giảm đi rất nhiều. Bởi vì mỗi con tướng này là nó gấp đôi máu của đối thủ mà. Đấy, bây giờ chúng ta mất 4 con. Mất đi quá nhiều máu rồi. Thế nên là cái đồ Kira tôi nghĩ là từ từ đã. Cái này random nó, không có gì. Cấm đánh à, ok. Round này thì không kịp rồi, để round sau nha anh em nhé. Round này thì chắc là cũng không thể kịp được 9 exit. Ok, thằng này chắc tôi ăn được thôi. Ủa, hồi máu kinh ấy nhở. Thấy không? Đấm mãi không chết rồi. Cay thật. Ơ kìa, đừng để nó đẻ nữa, thua bây giờ. Mày quá, giết được rồi. Ok, chứ còn lại bảo thua rau này mà mất chục máu nữa thì thôi nó là buồn cười lắm. Rồi. Lên 9 luôn không nhỉ?
Kiểu bây giờ cái tầm này máu vẫn còn nhiều mà chưa muốn lên 9. Bởi vì lên 9 bây giờ vẫn đang thiếu anh em ạ. Vẫn chưa đủ Exit. Mà tôi không muốn roll nhiều. Tôi muốn là cái trận này tôi đẩy lên 10 tôi mới roll cơ. Roll ở 9 để kiếm 9 Exit thì nó hơi buồn cười. Bây giờ chơi kiểu kẹp 3 rồng này này. Kẹp 3 rồng xong rồi kẹp với cả 6 Exit tôi thấy vẫn mạnh mà. Đúng không? Cần gì phải lên 9. Tầm này vẫn thấy khỏe. Ok. Đấy. Nói chung là nếu mà thua thì cũng không mất máu lắm. Tầm này là cũng là ok rồi. Đánh cứ từ tốn á, không cần phải vội mà. Một phát là lên 10 luôn nhá anh em nhá. Đã chơi một phát lên 10 luôn chứ không đánh ở level 9 nào gì. Được chưa? Này ổn áp chưa? 64 máu, tôi nghĩ là có cơ hội đấy. Bây giờ phải lên 10 để kiếm coi con kiếm hồn. Đấy. Tôi biết là rất nhiều anh em mong chờ là sẽ là kiếm hồn kết hợp với Kira. Để xem là liệu rằng kiếm hồn này nó có một hit một con không. Tôi nghĩ là bất cứ cái con nào ở trong cái bộ này mà nếu mà nó có Kira nó cũng một hit một con thôi anh em ạ. Vấn đề là có hiệu quả hay không thôi. Bởi vì cái bộ 9 Exit cái hiệu quả nhất nó là cái việc là lấy thịt đè người. Sức mạnh của nó đến từ cái đấy chứ nó không phải là đến từ cái việc là đam to. Để xem là liệu rằng là chúng ta chơi đam to mà chúng ta phải hiến tế coi như là 4 con ở trong cái bộ này rồi. Ok. Áp dần lên 9 rồi. Thế là chúng ta có thể đến ra 26 ra lên được 10 rồi. Đấy. 26 chắc chắn lên 10 rồi. Lúc đấy thì kiếm đủ bộ luôn. 6 Exit kẹp với Kira hay kẹp với gì thì kẹp. Kẹp với rồng cũng được. Nếu mà chả may mà chưa kiếm được con Kira thì có thể là 6 Exit kết hợp với rồng. Rất là ok. Trên này nó có rất nhiều Exit. Có tới 2 con Exit 5 đô cơ. Nên là cái việc lên level 10 sớm để kiếm 5 đô là cũng rất là ok. Đấy, mà nếu mà ra là con Lich chẳng hạn nhá, mà nó kết hợp với cả con rồng này, hai con rồng này thì nó tạo thành là một cái bộ là 3 rồng kết hợp với cả 3 mét kết hợp với cả 6 Exit, à 9 Exit nữa. Đấy, ở level vùng 10 đấy, là 9 Exit nữa thì thực sự là nó rất là mạnh. Ok, à thằng này to đấy nhở. Rất nhiều người Witcher luôn. Có một cái sự vô lý đấy chính là việc là nhà phát hành thì bảo là nhà phát hành đã cân bằng rồi, nhà phát hành đã giảm sức mạnh của bộ Witcher rồi, nhưng mà sao tại sao tôi thấy vẫn có rất nhiều người chơi và tôi vẫn thấy là nó mạnh như thế, nó có yếu hơn tí nào không? Tôi chả thấy nó yếu. Đùa. Thật. giảm cứ như là không ấy, cân bằng này đúng là đi vào lòng đất luôn. Giảm xong vẫn thấy nhiều người chơi, khó hiểu thực sự. Giảm cái kiểu gì như cái ngày trước nhá. Là cái bọn này nó cũng rất có hay ấy, kiểu là sau khi cân bằng là cái bộ ở mạnh ở meta trước ấy là meta sau đóng hòm luôn. Nhưng mà bây giờ thì không thể. Bây giờ ông giảm với kiểu giảm như không. Giảm như không giảm. Hài thật sự. Đến bao giờ thì cái bộ Witcher nó mới yếu đi để mà người ta không sở farm nữa đây. Quá đáng thật sự luôn. Line up lỗi thế. Ô đây. Có thêm đồ Kira này hay là lấy cái. Nếu mà lấy hai cái đồ Kira là chúng ta không cần phải kiếm con Kilom nữa. Level 10 là kẹp rồng ngon hơn anh em ạ. Hợp lý. Chúng ta lấy luôn đồ Kira là chúng ta sẽ có hai Kira luôn. Thật luôn. Rôn vẫn không có Exit luôn ạ. Nhá, thôi lấy đi. Lấy cái đồ Kira. Cứ lô đủ 9 Exit đã thì mới up lên 10 anh em ạ. Lên 10 là có 9 Exit kẹp rồng rồi. Đấy, dí vào phát lên 10 luôn. Sau đó hên mà ra là kiếm hồn hay ra được cái con Lich thì chúng ta lại tính tiếp. Tôi cũng muốn roll một vài phát nữa để cứ kiếm cái con Dallet này lên 3 sao. Đấy. À, xác định là up cái con 2 sao thứ hai là tôi xác định con này lên 3 sao rồi. Nên là tôi muốn roll cái con này một chút. Chứ còn lên level 10 cái tỷ lệ ra là cái con Dallet nó hơi khó. Ok, gặp Assassin thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ có thể ăn được thôi. Ăn được không?
Vẫn không ăn được ấy hả? Chả nhẽ là bây giờ yếu như thế sao? Thật sự là như thế luôn. Không ăn được. Cho thêm một con Exit nữa đi. Đây rồi. Ok rồi đấy. Hơi muộn đấy anh em ạ. 9 Exit ở round thứ 27. Quá muộn. 27 mới lên 9 để có 9 Exit đấy. Bình thường là round 22 đã lên rồi. Bây giờ 27 mới lên được. ...29 lên 10 anh em nhá, từ từ đã. Hiến tế bớt những cái con này. Thực ra là những cái con mà không quan trọng ở trong cái bộ này tôi mới dám hiến tế thôi. Chứ bộ này hiến tế 4 con thì cũng sợ lắm anh em ạ. Cáo Kira. Hỏng rồi. Không biết lấy cái cửa gì ăn được thằng này đây. Ăn được không? Ui, nó chọc nó phát đầy máu luôn. Không ăn nổi. Nó có đồ cái hút máu cuối. Nó có đồ hút máu cuối. Phải đấy. Con này sẽ thay cho con cung đen. Bộ Exit này nó gây đam nó cũng không nhiều đâu anh em. Nó chỉ là vì là nó chia đôi máu của đối thủ nên là nó cái lượng đam nó gây ra tưởng chừng là nhiều thôi, chứ còn cũng không nhiều. Tất cả những con tướng ở trong cái bộ này tôi nghĩ là chỉ có con kiếm hồn và cái con lick là hai con mà dồn đam khỏe thôi. Còn những cái con còn lại nó dồn đam theo kiểu thời gian nên là nó thực sự là nó cũng không mạnh lắm. Nó không dứt điểm nhanh đối thủ được. Cung đen thì bây giờ đấy anh em thấy là nó từ đầu game đến giờ nó ra là có một con thôi. Cũng không thể làm co được, tức là đội hình này nó đang thiếu co. Con ác mộng thì đương nhiên là nó sẽ không thể nào mà nó có thể thay thế được những con co đánh tay rồi. Cái tốc độ bắn trưởng của nó cũng rất là chậm. Witcher này tôi nghĩ vẫn ăn được. Witcher thì không ăn được bộ này đâu. Exit là counter Witcher lắm. Đấy. Anh em thấy chưa? Cực kỳ khỏe. Ui đẩy 26 máu này. Đây rồi, có lick rồi. Quá tuyệt vời. Nó sẽ là 3m. 3m kết hợp với cả 3 rồng kết hợp với 9 Exit. Rồi bây giờ thiếu mỗi kiếm hồn thôi. Kiếm hồn ở đâu mà ra đi. Thề chứ. Gặp một trận cần kiếm hồn. Nhưng mà kiếm hồn chưa thấy mặt mũi đâu. Cái đống đồ này tôi nghĩ là tôi sẽ đổi cái đồ tím. Rồi. Lại gặp Assassin này. Cứ gặp cái thằng Assassin đấy nhở. Ăn nổi không? Assassin gấu. Assassin gấu, Assassin cáo, clear. Ui, nó dồn đồ cho cái con ấy ạ. Nó dồn đồ cho con kiếm hồn không bị chia đôi máu. Nó kiếm hồn 2 sao rồi. Vãi đái. Người thì kiếm hồn 2 sao ở trong bộ Assassin ạ. Người thì chơi Exit cũng không có con kiếm hồn nào luôn. Đen thật sự. Trận này nói chung là cũng giữ máu tốt. Ở đầu game đánh nó cũng ổn chuẩn chỉ ấy chứ. Mà đến cái đoạn này nó không ra bài thì cứ chịu thôi. Bây giờ nếu mà kiếm hồn không ra bài là phải đánh co. Chắc là tôi nghĩ là bằng đắt led hoặc là bằng lick thôi. Lick thì phải lên 2 sao mới chơi được. Đắt led thì bây giờ phải lên 3 sao. Đắt led bây giờ đang còn thiếu 3 con. Biết thế roll ở level 9 ấy anh em nhỉ. Lên 10 hơi vội. Tầm này với từng kia tiền thì một cái con kiếm hồn 2 sao là không thể rồi. Sẽ còn phải rất lâu nữa mới có thể kiếm hồn được. Ra được kiếm hồn và lên được 2 sao. Rất lâu nữa. Và tôi sợ đến cái lúc đấy tôi không đợi được mất. Bây giờ cái lượng máu của tôi nó còn 27 máu, nó là rất thấp rồi. Tầm này gặp cái nhà, bất cứ nhà nào cũng có thể ra đi. Cay nhỉ. Rồi một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Cho một con nữa có trứng nữa rồi ta đập luôn đấy.
Tôi đập trứng luôn. Lấy cái sách à? Ừ, lấy sách cũng được. Tí nữa đưa cái con đắt lét lên 3 sao cầm sách cũng ngon. Ok. Khi nào mà có đắt lét 3 thì cầm sách vào cho đắt lét. Đắt lét với con rồng còn một chút xíu nữa là lên 3 sao rồi. Tôi sẽ đổi một cái món đồ lửa anh em nhá. Đồ tím thôi. Rồi, hai quyển sách luôn. Được. Tí nữa cho con rồng nữa anh em ạ. Hai con 3 sao. Con rồng nuôi 3 sao, con đắt lét nuôi 3 sao. Đấy. Thậm chí là có thể là con ác mộng. Ác mộng cũng có thể lên 3 sao được. Đây nha anh em nhá, tôi đánh ở level 10 và tôi cũng đã có Kira đấy. Nhưng mà tôi không giảm hiến tế nhiều. Cái bộ này chỉ giảm hiến tế hai con thôi. Hèn thật sự. Cái điều đấy là nó sẽ dẫn tới cho anh em một cái kết luận đấy. Anh em ạ. Với kết luận là Kira ấy, thực sự là nó không phù hợp với cái bộ Exorcist đâu. Anh em đừng chơi Kira. Tôi chơi ở đây để tôi làm content thôi. Tôi thử nghiệm cho anh em thôi. Chứ còn nói thật với anh em là tôi đang muốn rèn hai cái món đồ Kira lắm rồi đấy anh em. Chuyển sang những cái món đồ cam thì ngon hơn. Ok. Bất diệt à? Bất diệt hay bố xét? Bất diệt ngon hơn nhỉ. Chính ra cái trận đấu này cần cái bất diệt. Lên game để nhây. Bộ này thì không top 1 ở đâu anh em ạ. Nhây top 2 thôi. Bây giờ nó không phải meta cho Exorcist. Đấy rồi. Từ từ đã, Rona. Trứng từ từ. Đấy, anh em thấy chưa? Hợp lý. Quả trứng này giữ lại để dành cho con ác mộng. Ok. Trận này có Assassin Kira và nó có khả năng clear được quái nên là khó lắm. Thằng này nó có kiếm hồn 2 sao rồi. Rồi cũng chả có cửa gì ăn ở thằng này đâu. Kiếm hồn 2 sao đồ thế giới quá. Không chia đôi máu được anh em ạ. Chia Exorcist này chúng ta khó lòng có thể ăn được. Ok, từ từ nha. Con này là đang bị hút rất nhiều máu. Được không? Trông vẫn thấy khó kiểu gì. À ui giời, nó có bất diệt đấy anh em ạ. Vỡ đài thế thì chịu. Khỏe quá rồi. Mới đủ 2 sao 5 đô. Nó ở trong cái bộ Exorcist nên là nó cũng không sợ cái bộ Exorcist cơ. Ngoài ra là có cái đồ Radian nó giúp cho counter mấy cái con đệ. Chuyện này có zombie có chết ấy, thì nó cũng sẽ clear được thôi. Đánh toàn đánh trượt thì ăn làm sao được nó. Mà tôi đang sợ là bây giờ là không biết là có dây được top 2 không đây này. Không biết mình làm cái này có phải sai lầm không. Hiện tại 4 con này ở trong bộ Exorcist là một cái gì đấy nó rất là sai luôn ấy. Mất hết tăng cơ luôn ấy. Không có tăng anh em ạ. Nhìn trông hơi sợ ấy anh em. Gặp beat này. Ôi beat lắm sách đấy. Bao nhiêu quyển sách vậy. Thôi xong rồi. Nhìn như này thì anh em bảo có ăn không. Tôi đi rồi anh em ơi. Đỡ làm sao được đây. Tôi đi rồi. Nó không có tăng cơ. Thôi nha anh em nhá. Thế là biết rồi đấy. Thế là biết rồi. Chúng ta sẽ không thể chơi cái bộ Exorcist kết hợp với Kira đâu anh em ạ. Nó quá yếu luôn ý. Thề. Tự nhiên cắn mất 4 con. Thế là cuối cùng không có tăng cơ. Không có tăng cơ. Không có cái gì cả luôn. Ít ra thì còn quân thì nó còn khả năng gây đam này. Nó còn khả năng là sử dụng chiêu. Nó còn giúp cho cái con tướng chính của chúng ta có khả năng là gây đam. Tăng cơ phía trên ấy. Mà đây cái kiểu này thôi chịu rồi. Anh em nhá.